Xin kính chào quý vị, mời quý vị cùng theo dõi chương trình nóng hôm nay của Báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh. Chương trình được tài trợ bởi nhãn hàng sữa đậu nành No. 1 Soya. Mở đầu chương trình ngày hôm nay, mời quý vị cùng đến với chuyên mục điểm tin với những thông tin đáng chú ý sau đây. Dân rời khỏi chung cư cũ nhưng vẫn chờ phương án bồi thường. ChatGPT sẽ thay thế giáo viên khiến học sinh lười học. Đầu phiên giao dịch chiều qua, giá vàng nhẫn tròn trơn SJC tại công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết ở mức 53,85 đến 54,85 triệu đồng trên một lượng. Tương tự, tập đoàn vàng bạc đá quý Phú Nhuận đang niêm yết giá vàng nhẫn 24K ở mức cao với mức 54 đến 54,9 triệu đồng trên một lượng. Trên thị trường mua bán vàng tự do, nhiều tiệm vàng chỉ niêm yết ở quanh mức 53,35 đến 53,65 triệu đồng trên một lượng. Trong khi chênh lệch giá mua bán các loại vàng nhẫn tại những doanh nghiệp kinh doanh vàng lớn như SJC, BNG, DOG dao động từ 900.000 đến 1 triệu đồng trên một lượng, thì trên thị trường tự do chỉ chênh nhau khoảng 300.000 đồng trên một lượng. Phó Thủ tướng Lê Minh Khái vừa ký quyết định của Thủ tướng ban hành khung giá mức giá bán lẻ điện bình quân. Từ ngày 3 tháng 2, khung giá bán lẻ điện bình quân chưa gồm thuế VAT tối thiểu là 1.826,22 đồng trên kWh và giá tối đa là 2.444,09 đồng trên kWh. Như vậy, so với mức khung cũ, giá tối thiểu tăng 220 đồng, giá tối đa tăng 538 đồng trên kWh. Trong tuần qua, thông tin về ChatGPT đã thu hút nhiều sự quan tâm của cộng đồng mạng và bạn đọc. Chính vì sự phổ biến này mà đã có không ít ứng dụng ChatGPT giả mạo xuất hiện ăn theo, khiến người dùng có nguy cơ gặp rủi ro về tài chính và dữ liệu. Đa số ứng dụng ChatGPT giả mạo đều sử dụng logo OpenAI, đặt tên dễ gây nhầm lẫn, thậm chí trong phần mô tả, một số ứng dụng còn tuyên bố là ChatGPT chính chủ của OpenAI. Ông Võ Đỗ Thắng, Giám đốc Trung tâm An ninh mạng Athena cho biết, có nhiều hội nhóm bán tài khoản ChatGPT không xác thực đã ra đời, yêu cầu người dùng chuyển khoản trước, chiếm đoạt tiền và chặn trao đổi sau giao dịch nên người dùng cần tuyệt đối thận trọng. Với nhiều chính sách hỗ trợ, hầu hết người dân sống ở chung cư 440 Trần Hưng Đạo, phường 11, quận 5, thành phố Hồ Chí Minh đã di dời sang nơi ở mới nhằm đảm bảo an toàn. Tuy nhiên, tất cả hộ dân nơi đây vẫn còn băn khoăn về phương án bồi thường. Ông Nguyễn Xuân Trung, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận 5 cho biết, thời gian tới, quận tiếp tục trao đổi với các sở ngành của thành phố để sớm có phương án bồi thường cho người dân. Thời gian này, người dân cần gấp rút di dời đến nơi tạm cư để đảm bảo an toàn. Sau khi đèo Brent Lâm Đồng đóng cửa để nâng cấp, sửa chữa, thì đèo Mimosa là tuyến đường chính để người dân lên thành phố Đà Lạt và ngược lại. Đây là tuyến đường lưu thông chính thức, không hạn chế phương tiện và lưu thông hai chiều. Theo ghi nhận của phóng viên, tại đường đèo Mimosa, dòng xe cộ hiện nay khá đông đúc. Hiện lực lượng cảnh sát giao thông tăng cường chốt chặn, điều tiết và phân luồng giao thông để hướng dẫn nên người dân đi theo đường đèo Mimosa khá trật tự, ổn định. Quý vị thân mến, thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chuyên mục điểm tin. Quý vị có những thông tin nóng, hấp dẫn, hãy gửi về chúng tôi theo địa chỉ email nonghomnay@phapluattp.vn. Những thông tin có hình ảnh và video chất lượng sẽ được phát trên chương trình Nóng Hôm Nay và nhận được nhuận bút hấp dẫn từ chương trình. Tiếp theo đây, mời quý vị cùng đến với chuyên mục nhận định cùng với phóng viên Quang Huy. Thưa quý vị, ChatGPT là từ khóa được tìm kiếm nhiều nhất trên mạng và thời gian vừa qua đã làm nóng toàn cầu khi con người có thể dùng ChatGPT để có thể làm soạn thảo văn bản, trả lời email hay có thể giúp học sinh làm những cái bài luận, những bài tập về nhà và đặc biệt có thể giúp giáo viên soạn những giáo án của mình. Hôm nay chúng tôi có sự trao đổi với bà Nguyễn Thúy Yên Phương, nhà giáo dục, để tìm hiểu rõ hơn về những lợi ích của ChatGPT mang lại cũng như những tác động của nó đối với ngành giáo dục. Chào bà, trải nghiệm của bà như thế nào về ứng dụng công nghệ sử dụng trí tuệ nhân tạo AI ChatGPT thời gian vừa qua? Tôi thì đã thử sử dụng ChatGPT cách đây khoảng 2-3 tuần gì đó. Và cái cảm giác của tôi khi mà dùng ChatGPT là một cái sự choáng ngợp. Tại vì mặc dù mình đã được nghe nói rất là nhiều về cái chuyện là rồi trí tuệ nhân tạo sẽ làm thay con người và thậm chí làm tốt hơn con người nhiều việc. Nhưng mà
là mình nghe vậy thôi. Còn đây là lần đầu tiên mà mình thực sự trải nghiệm cái chuyện đó. Thì tôi đã dùng ChatGPT trước hết là để hỏi những cái câu hỏi mở. Ví dụ như tôi hỏi là AI sẽ thay đổi cái giáo dục ra sao? Thì tôi thấy là bạn ấy có khả năng trả lại một cái câu trả lời nó rất là chỉn chu và nó rất khớp với những cái phân tích mà tôi đã được đọc về cái đề tài này. Rồi sau đó tôi bắt đầu dùng ChatGPT cho những cái việc mà nó mang tính chất chuyên môn cao hơn. Ví dụ tôi đã thử dùng nó để soạn một cái giáo án. Và tôi vô cùng kinh ngạc khi chỉ trong vòng 5 phút thì ChatGPT đã trả lại cho tôi một cái giáo án 6 trang với những cái hướng dẫn rất chi tiết về mục tiêu bài học, những cái nội dung cần có trong bài học, rồi các cái tài liệu tham khảo. Điều tôi thực sự lo lắng nhất đó là ứng dụng ChatGPT ảnh hưởng tới giới trẻ và đặc biệt là học sinh sinh viên khi họ sử dụng những cái ứng dụng này để có thể làm bài tập, có thể làm bài luận, để có thể đáp ứng những yêu cầu của giáo viên mình đặt ra mà họ không phải tư duy, không phải sáng tạo. Thực ra cái lo lắng của bạn là rất là hợp lý. Ở trên diễn đàn giáo dục quốc tế đang nóng các cái thảo luận về việc là liệu có nên cấm việc sử dụng ChatGPT trong các trường học hay không? Bởi vì nhiều người lo ngại về cái chuyện là học sinh sẽ không chịu suy nghĩ và sẽ copy nguyên cái câu trả lời của ChatGPT dán vô mà giáo viên không biết. Đó, cho nên hiện tại đã có cái làn sóng là cấm ChatGPT trong các trường học ở Mỹ, ở Anh, rồi ở Ấn Độ đang lan dần ra. Thì cá nhân tôi cũng là một cái người mà làm giáo dục, tôi hiểu cái nỗi lo lắng đó của những người đi dạy. Tại vì là nếu như học sinh của chúng ta chỉ copy một cái câu trả lời nào đó, một cái đáp án nào đó, mà các em không có đi qua cái tiến trình động não, tìm hiểu và tự mình giải quyết cái vấn đề đó, thì cái việc đưa ra một đáp án đúng đó nó không có ý nghĩa gì cả. Tại vì những cái kỹ năng mà mình cần các em hình thành thông qua quá trình làm bài tập đó, nó không có. Và như thế thì có nghĩa là mục đích của việc học không có đạt được. Nhưng mà cái việc cấm này tôi cho rằng nó chỉ là một cái động thái tạm thời, trong lúc mà nhà nước và nhà trường suy nghĩ thêm các cái động thái về việc là sử dụng những cái công cụ AI nó như thế nào. Bởi vì là lịch sử đã cho chúng ta thấy một chuyện rằng là chúng ta không thể nào đảo ngược lại cái làn sóng đi lên của công nghệ cũng như là của những cái sáng tạo đổi mới khác. Nhiều năm về trước thì các nhà trường cũng từng lo ngại tương tự khi mà Google ra đời. Thì sợ rằng là khi các em nó có thể tìm thấy một cái câu trả lời nào đó ở trên Google, nó không chịu học nữa. Nhưng mà rồi mình thấy là sau đó tất cả mọi thứ vẫn ổn. Nhờ cái Google ra đời mà học sinh của chúng ta được giải phóng khỏi chuyện học thuộc lòng, học về, đúng không? Thì cái công cụ AI nó cũng mang tới rất là nhiều những cái cơ hội cho những ai mà có khả năng nắm bắt và làm chủ nó một cách thành thạo và đúng cách. Thì tôi cho rằng cái này nó chỉ là một cái động thái tạm thời. Và theo như tôi biết thì các cái trường đại học lớn bây giờ người ta cũng đang đặt hàng để đặt những cái phần mềm mà giúp nhận ra những cái bài nào là được giải quyết bởi AI. Bởi vì nếu chỉ copy kết quả từ AI đưa sang thì nó chẳng khác gì là một cái lỗi đạo văn rất là lớn. Nhưng mà tôi nghĩ cái điều xa hơn đó là gì? Nếu như chúng ta muốn học sinh của chúng ta không bị lệ thuộc vào những cái công cụ này thì có khi tốt nhất là chúng ta nên thay đổi cách ra đề bài. Đúng không? Nhiều năm về trước, cái đề bài mà ta ra cho học sinh là đề bài mang tính chất học thuộc lòng và trả lời lại một cái kiến thức nào đó mà em ghi nhớ được. Với sự ra đời của Google, Wiki và nhiều thứ khác, những cái dạng bài tập đó biến mất. Và nhà trường bắt đầu chuyển sang những bài tập, dạng bài tập mà mang tính chất ứng dụng này. Đó, mang tính chất tổng hợp phân tích này. Thế bây giờ mình thấy những công cụ như ChatGPT nó làm tiếp cái phần là tổng hợp phân tích ứng dụng. Thì khả năng là chúng ta phải ra những cái đề bài ở những cái thang tư duy bậc cao hơn. Đó là những đề bài hướng học sinh tới cái hình thành cái kỹ năng đánh giá, cái tư duy phản biện, cái kỹ năng sáng tạo. Vâng, xin cảm ơn bà đã tham gia chương trình ngày hôm nay. Ôi, mức thắng! Number One Soya chai mới siêu cool. Sữa đậu nành Number One Soya đóng chai mới với đậu nành tự nhiên, siêu nhiều canxi cho xương siêu cứng. Number One Soya chai mới siêu cool, xương siêu cứng. Sữa đậu nành Number One Soya đóng chai mới, siêu nhiều canxi cho xương siêu cứng.
Kính thưa quý vị, vừa qua Báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục nhận được nhiều đơn thư của bạn đọc phản ánh về nhiều vấn đề trong đời sống. Trong chuyên mục ý kiến bạn đọc ngày hôm nay, xin được điểm qua một số nội dung phản ánh mới nhất mà chúng tôi vừa cập nhật. Chúng tôi đã tiếp nhận thông tin của bạn đọc đến phản ánh trực tiếp tại trụ sở Báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh. Bà Hoàng Thị Thanh và Hoàng Thị Niên, quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh bức xúc về việc con hẻm trước nhà hai bà bị lấn chiếm nhiều năm nay. Gia đình bà đã khiếu nại lên phường nhưng không được giải quyết. Ông Diệp Hồng Nhật, quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh nộp hồ sơ đăng ký thường trú đã 3 tuần nhưng chưa có kết quả. Ông liên hệ công an khu vực thì bị nạt nộ, tỏ thái độ không hài lòng. Ông rất bức xúc trước thái độ tiếp công dân của cán bộ trên. Bên cạnh đó, chúng tôi có tiếp nhận đơn thư phản ánh của bạn đọc Trần Thị Mộng Thu, thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương thắc mắc về việc không được cơ quan cho nghỉ việc theo nguyện vọng. Chị có con nhỏ và mẹ già nên đã làm đơn xin nghỉ việc để chăm sóc gia đình nhưng không được cơ quan chấp thuận với lý do khó khăn về nguồn nhân lực và chưa bố trí được người thay thế. Chị thắc mắc phải làm thủ tục như thế nào để được nghỉ việc đúng quy định của pháp luật. Khi nhận thông tin phản ánh, chúng tôi đã nhanh chóng cử phóng viên tìm hiểu hoặc chuyển cơ quan chức năng có thẩm quyền giải quyết và trả lời sớm nhất cho quý bạn đọc. Quý vị thân mến, chương trình nóng hôm nay ngày 7 tháng 2 của Báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh xin phép được khép lại tại đây. Chương trình được phát sóng vào lúc 8 giờ từ thứ 2 đến thứ 7 hàng tuần trên plo.vn, đồng thời được phát lại trên các kênh Facebook, YouTube của Báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh. Chương trình được tài trợ bởi nhãn hàng sữa đậu nành No. 1 Soya. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Xin kính chào và hẹn gặp lại.